Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi do PD các năm nhé. Phần thi Mojigoi này. Môn đai 1 là môn đai cách đọc của Hán tự, câu số 1. Kimura-san wa dare ni shitaishite mo nanani sessuru hito da. Ở đây từ gạch chân là chữ đẳng. Chữ này sẽ có âm kunyomi là hitoshi như vậy. Chúng ta sẽ có cái này đáp án đúng là số 2 đúng không? Hitoshi cơ có nghĩa là bình đẳng, đồng đều. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, anh chị Kimura này là người mà dù đối với bất kỳ ai ấy, cũng đối xử một cách bình đẳng, một cách giống nhau. Các phương án còn lại, ví dụ các bạn có từ đầu tiên là yasashiku, cái này sẽ có hai chữ Hán cùng đọc như thế. Thứ nhất là chữ dịch có nghĩa là dễ dàng. Thứ hai là chữ ưu có nghĩa là hiền lành này. Ngoài cái chữ đẳng này đọc là hitoshi, các bạn còn có một chữ nữa cũng đọc là hitoshi nhá, là chữ quân. Đây, tiếp theo câu số từ số 3, shitashiku là chữ thân có nghĩa là thân thiết. Và số 4, kibishiku là chữ nghiêm, nghiêm khắc. Câu số 2, Ishikawa-san no kega wa nanyani datta rashii. Hán tự là chữ khinh và chữ thương. Thì chữ khinh vần là vần inh cho nên là sẽ phải có trường âm. Như vậy các bạn có thể loại trừ được đáp án số 3 và 4 bởi vì không có trường âm này. Tiếp theo chúng ta có đằng sau là chữ thương. Chữ này sẽ đọc là sho thay vì là sô này. Hoặc các bạn có thể nhớ âm Hán Việt của chữ này là thương. Nó sẽ giống chữ thương trong từ Shoten đúng không? Đây. Hoặc là gần giống âm Hán Việt của chữ thưởng trong từ gì nhỉ? Shohin, phần thưởng này. Nên là chúng ta có thể từ cái thông tin đó chúng ta sẽ chọn ra cách đọc đúng là số 1. Kesho. Chứ không phải là so này. Cái từ này có nghĩa là vết thương nhẹ. Vết thương của Ishikawa ấy, nghe nói là một vết thương nhẹ, vết thương không nghiêm trọng. Câu số 3. Hiyo wa minade nani nani shita. Hán tự là chữ phụ và chữ đảm. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái phương án nào là phù hợp đây. Các bạn có chữ đảm sẽ phải đọc là tan trong từ tanto. Tanto. Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ được số 1 và 2 bởi vì đây người ta viết là ten. Vậy thì còn bun tan hay là phu tan thì đây là chữ phụ. Phụ thì phải đọc là phư tăng. Như vậy chúng ta sẽ loại trừ đi 3 là sai. Đúng ở đây phải là số 4 nhé. Phư tăng. Từ phư tăng có nghĩa là gánh vác, chịu. Câu này là chi phí ấy, thì mọi người cùng nhau chịu, cùng nhau gánh vác. Không phải là một người chi mà tất cả cùng phải chịu. Ở cái từ số 3 ấy, chúng ta có từ đọc là bưng tan ấy. Nó là chữ, đây, chữ Hán là chữ phân và chữ đảm, có nghĩa là phân chia. Câu số 4 này. Câu số 4 là một câu về cách đọc của động từ, cách đọc âm cương của động từ. Mizumi ni nanen ni yuni ga kirei da. Cái mặt, đây là mặt trời buổi chiều, chính là ánh hoàng hôn. Ánh hoàng hôn mà nó làm sao đó xuống hồ nước thì rất là đẹp. Hán tự đây là chữ ảnh hoặc ánh. Đây là một kanji của N4, đồng thời cũng là Hán tự tên của sensei luôn nhá. Thì chúng ta có cái chữ này, nó sẽ đọc âm cương là Utsuru. Như vậy chúng ta phải chọn đáp án đúng là số 4 này. Yon bằng là chiếu. Ánh hoàng hôn phản chiếu xuống hồ nước thật là đẹp. Atata. Atata chữ đương. Chúng này. Hikata là chữ quang, chiếu sáng. Và số 3 Teta có thể là chữ chiếu, chiếu rọi này. Đọc là Utsuta. Ngoài chữ ảnh, chữ ánh này ra, các bạn còn có một số chữ khác nữa. Ví dụ như là chữ, đây, chữ tả này. Và chữ gì nhỉ? Chữ di. Di chuyển. Tiếp theo, câu số 5, câu cuối cùng trong phần môn đai 1. Kugatsu no nanani ni yoko ni iku yote desu. Hán tự của chúng ta là chữ hạ và chữ tuần.
thì chữ tuần các bạn sẽ nhớ đọc là June đúng nhỉ? Vậy chúng ta sẽ loại trừ được phương án số 1 và phương án 4 nhé. June là không phải. Vậy còn số 2 và số 3 thì câu này nhiều bạn sẽ sai bởi vì là các bạn thấy là chữ hạ bình thường là ca đúng không nhỉ? Nhưng mà lưu ý là đối với lại những câu mà nó có cái tự, chữ Hán đơn giản như này thì nhiều khả năng là người ta sẽ dùng cái từ mà nó đọc khác đi. Chữ hạ đây các bạn là ghê mới đúng nhá. Như vậy từ này phải là ghê dương, không phải là ca. Chúng ta sẽ chọn đúng là số 3. Ghê dương có nghĩa là hạ tuần trong khoảng từ ngày 21 trở đi đúng nhỉ? Ôn lại một chút một số cái từ liên quan đến cái thời gian này. Các bạn có từ Jojun hoặc là từ gì nhỉ? Hoặc là Shojun, thượng tuần hay là sơ tuần ấy, là chỉ từ ngày mùng 1 đến trong khoảng thời gian từ mùng 1 đến mùng 10 đúng không? Tiếp theo là chúng ta có từ Chujun, trung tuần là từ 11 cho đến 20. Và tiếp theo Gejun là từ ngày 21 trở đi. 21 trở đi nhé, tùy vào tháng có 28, 29, 30 hay 31 ngày. Môn đai số 2 là môn đai nhận diện mặt chữ này. Câu số 6. Sono koi wa kotsu ruru ni ihan shimasu. Ở cái hành vi đó ấy, nó làm sao đấy cái luật giao thông. Các bạn thấy tất cả các chữ Hán này đều được đọc là ihan. Nhưng mà để tồn tại cái dạng thức là kotsu ruru ni ihan suru thì chỉ có duy nhất cái dạng thức chữ Hán là chữ vi ghép với chữ phản. Như vậy đúng ở đây phải là số 4. Vi phản có nghĩa là vi phạm. Cái hành vi đó vi phạm luật giao thông. Còn một là chữ vĩ trong từ vĩ đại hay là chữ phán là không phải. Số 2 là chữ vĩ và chữ phản không phải. Số 3 là chữ vi và chữ phán cũng không phải luôn nhá. Đúng đây phải là số 4. Tiếp theo câu số 7. Isamashi koe ga kikoete kita. Isamashi. Isamashi là một từ mà được ra khá là nhiều lần rồi. Nó sẽ là chữ dũng. Chúng ta sẽ chọn đúng là số 2. Có nghĩa là dũng cảm, dũng mãnh. Tôi đã nghe thấy một cái giọng nói rất là dũng cảm, dũng mãnh, có khí phách. Các từ còn lại, ví dụ từ đầu tiên là chữ chiến. Chữ chiến này thì không có dạng tính từ. Này nó sẽ đọc là Tataka trong dạng động từ có nghĩa là chiến đấu này. Số 3. Số 3 chữ này là chữ tao có nghĩa là ồn ào rùm beng thì nếu là tính từ ấy nó phải là sawagashi. Sawagashi mới đúng. Từ số 4, đây là chữ thế, từ này có âm kunyomi là ikioi. Chứ không phải là dạng tính từ như này. Câu 8. Sono mise ni wa yōki na ongaku ga nagarete ita. Ở trong cửa hàng đó ấy, thì người ta bật cái âm nhạc yōki, đây là một tính từ đuôi na. Vậy thì để tồn tại nó phải là từ số mấy? Phải là từ số 3. Tất cả các phương án đều là đọc là yōki cả, nhưng mà những phương án đó là gây nhiễu. Chỉ có số 3 là tồn tại thôi. Yōki Hán tự là chữ dương và chữ khí, có nghĩa là akari, vui tươi. Cửa hàng đó thì lúc nào cũng được bật cái âm nhạc vui tươi này. Số 1 chữ dương này trong từ Ageru có nghĩa là chiên rán ấy. Đây, Ageru. Không phải, chữ đằng sau là chữ khởi cũng không đúng. Từ số 2 thì bị sai mất chữ đầu tiên, từ số 3 là bị sai từ thứ hai. Tiếp theo câu 9 này. Tanoshimi ni shite ta dorama o minogashite shimatta. Các bạn thấy là đều là động từ phức có chứa chữ kiến đằng trước và đằng sau là một động từ khác. Thì chữ kiến đọc là mi, động từ còn lại đọc là nogashite thì bắt buộc phải là số 1. Chữ kiến và chữ đào. Động từ minogasu có nghĩa là bỏ lỡ. Tôi đã bỏ lỡ mất cái bộ phim mà tôi ngóng chờ. Các từ còn lại thì không tồn tại nhé. Nếu mà có ấy, thì cái từ số 2 ấy, chúng ta sẽ bỏ cái chữ mi đi này. Từ số 2 nó là chữ riêng, đọc là nobasu. Nobashite. Từ số 3 là
Kakasu. Số 4 là Saru. Câu 10, câu cuối cùng của môn đai 2. Daigetsu kara doro kakucho suru tame no koji ga hajimaru. Tất cả đều đọc là cô trồ. À xin lỗi, đọc là kakucho thì chúng ta sẽ loại trừ đi được số 2 và số 4, bởi vì đây là chữ quảng. Chữ quảng đã đọc là cô. Các bạn nhớ trong từ cô cự. Cô cự cáo này. Như vậy là chúng ta còn một với lại ba. Thì ở đây chúng ta sẽ cần chữ khuếch, chữ trương, đúng không? Có nghĩa là mở rộng. Như vậy đúng ở đây là Ichiban, chứ không phải là chữ khuếch và chữ trường. Đúng là một nhá. Câu này có nghĩa là từ tháng sau ấy, thì cái việc thi công để mở rộng đường sẽ bắt đầu. Môn đai số 3, môn đai Gokese hình thành từ. Một môn đai mà rất là nhiều bạn sợ, bởi vì là không thể nhớ được hết các dạng. Câu 11, この建物は何々町長の時代に建てられたものだ。Cái tòa nhà này ấy, là cái thứ mà được xây ở đời. Ở đây bạn thấy có từ chô chồ. Từ chô chồ này có nghĩa là ông chủ tịch thành phố. Khi mà đằng trước là một từ chỉ người như này ấy, thì thông thường phía trước của nó sẽ là chữ tiền. Đúng ở đây sẽ là số 3. Đấy. Gen chô chồ là ông chủ tịch, ông cựu chủ tịch thành phố, đúng không? Tòa nhà này ấy, là thứ mà được xây vào thời kỳ, vào thời của ông cựu chủ tịch thành phố, ông đời trước ấy. Ngoài cái từ chữ tiền đi với lại chữ chô chồ này ra thì nó còn đi với nhiều từ khác nữa. Chẳng hạn như là chúng ta có từ cựu thủ tướng này, gen siêu chồ. Đây. Hoặc là chúng ta có gì đây nhỉ? Giám đốc đời trước sẽ là gen xạ chồ này. Gen cai chồ. Hội trưởng, cựu hội trưởng này, hội trưởng đời trước này. Hay là tổng thống đời trước là gen cai tô điều. Còn các từ còn lại thì chúng ta có cái từ số 1 nhé. Đây là chữ tiên. Chữ tiên thì thường nó ít khi nó đứng đầu để tạo ra từ, mà nó thường nó đứng cuối, đọc là Saki. Đọc là Saki để tạo ra từ. Ví dụ các bạn có một số từ như là Dendak Saki này, nơi liên lạc, đúng nhỉ? Tori Hikisaki, đối tác khách hàng này, hay là Aite Saki. Chữ cổ có thể đứng đầu để tạo ra từ mang nghĩa là những cái gì đó cũ. Chẳng hạn như các bạn có từ Furuhon là sách cũ này, Furu Shimbun báo cũ, hay là Furu Doke là đồng hồ cũ. Chữ tích này thì thường ít, chúng ta sẽ có chữ chẳng hạn như là Mukashi Banashi chẳng hạn, chuyện cổ tích. Câu số 12, Ikeda-san には何度も助けてもらっているので、今回は頼み。Bởi vì là tôi được Ikeda giúp đỡ rất nhiều lần rồi, cho nên là lần này tôi đây là nhờ vả. Chúng ta thấy có zurai, warui, kitsui và yowai, thì câu này được gọi là ngữ pháp thì hợp lý hơn, vì ngữ pháp zurai các bạn được học ở N3 rồi. Vemasu sự bỏ mas cộng zurai có nghĩa là khó làm gì đó, đúng không? Khó nhờ vả nhá, nó gần giống như là nikui hay là gata ấy. Còn warui, kitsui và yowai sẽ không đi kèm với lại tanomi. Đúng đây phải là số 1. Câu số 13, この歌の歌詞は政治何々が強いように感じられる。Ở trong cái ca từ của bài hát này tôi có thể cảm thấy được cái gì đó rất là mạnh mẽ. Đây các bạn thấy có từ chính trị. Vậy thì chữ hương, chữ phong, chữ vị hay là chữ sắc, đúng không nhỉ? Ở đây các bạn thấy khi mà là từ seiji bắt buộc phải là số 4. Đấy. Nhá. Từ seiji shoku có nghĩa là cái màu sắc chính trị, đúng không nhỉ? Cái sắc thái chính trị. Khi mà một từ mà có chữ sắc ở đứng sau ấy, nó sẽ mang nghĩa là màu sắc, sắc thái, bản sắc. Ngoài từ seiji shoku ra, các bạn còn có một số từ khác chẳng hạn như là hokusai shoku. Đấy, màu sắc quốc tế này, hay là chiho shoku này, bản sắc địa phương này,
hay là Dento Shoku là màu sắc truyền thống, bản sắc truyền thống. Chữ hương thì thường ít đứng sau các từ để tạo từ ghép. Chữ phong thì từ này cũng khá là nhiều từ ghép với nó để tạo ra dạng mang nghĩa là gì nhỉ? Phong cách, chẳng hạn như các bạn có Nihon Fu, phong cách Nhật, đấy, Asia Fu, phong cách châu Á, đúng không? Hay là phong cách Trung Hoa, Chư Ca Fu, phong cách hiện đại, Gen Dai Fu, vân vân nhá. Thường đằng trước nó sẽ là những cái từ chỉ địa điểm, đất nước, khu vực. Số 3, chữ chữ vị cũng có một số từ này. Nó sẽ tạo ra cái nghĩa là có tính chất như thế. Chẳng hạn như là chúng ta có từ Genjitsu Mi, có nghĩa là có tính hiện thực. Nigemi, này, có tính con người, đúng nhỉ? Đấy. Có tính nhân văn đấy. Hay là từ gì nhỉ? Shinjitsu Mi, có tính chân thực. Các bạn hãy nhớ những cái từ này, lưu ý thêm. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4 là môn đai từ vựng. Môn đai điền từ còn thiếu và chỗ trống. Kyo wa zangyo de tsukarete ite gyushoku o tsukuru no ga nanani da kara soto de tabete kaeru to omou. Chúng ta cùng xem cái nghĩa của câu nhé. Hôm nay tôi mệt mỏi vì làm thêm, và cái việc mà tôi nấu cơm tối ấy, nó làm sao đó, nên là tôi định sẽ ăn ngoài rồi về. Các bạn xem các từ này, từ đầu tiên là yoke. Yoke là dư thừa, thừa thãi. Nó diễn tả cái sự dư thừa, thừa thãi. Đây là nói rằng cái việc nấu cơm tối trở nên dư thừa, nó không hợp lý lắm. Số 2 là mendo. Mendo là phiền phức, tốn công. À, hợp lý rồi, đúng đây là số 2. Đã mệt phải nấu cơm thì rất là ngại đúng không, rất là mệt, nên là đúng nhất là nghi bằng nhá. Số 3 là kajo. Kajo là Hán tự là quá thẳng, có nghĩa là thừa thãi đấy. Nó cũng hơi hơi giống với lại từ yoke, nhưng mà nó sẽ đi kèm cố định với một số từ, chẳng hạn như là các bạn có từ jishin kajo chẳng hạn, này có nghĩa là tự tin thái quá này đấy. Hay là kajo na seisanbutsu, đúng nhỉ, những cái sản phẩm mà sản xuất thừa thãi quá mức. Số 4 là muryoku. Muryoku chính là chikara ga nai koto, không có lực, đúng nhỉ, bất lực. Không phải, đúng nhất phải là số 2 nhá. Hôm nay vì mệt vì phải tăng ca nên là tôi thấy nấu cơm tối thật là phiền phức, thật là tốn công tốn sức. Tôi định là sẽ ăn ngoài rồi mới về. Câu số 15. Kono inu no roboto wa ugoki ga shizen de marude nanyani no inu no yo da. Cái con robot hình chó này, con chó robot này ấy, thì cái chuyển động của nó rất là tự nhiên và cứ như thể, các bạn thấy có từ marude này, cứ như thể là một con chó làm sao đó. Các bạn nhìn các từ, từ đầu tiên đọc là homono. Homono có nghĩa là đồ thật. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là Ichi. Dạng thức Homono no N có nghĩa là N đó là đồ thật. Đấy. Đây bối cảnh là con chó robot đúng không? Nhưng mà cứ như thật nhá, đúng nhất phải là Ichi. Các từ còn lại. Từ số 2, đây là chữ Hán là chữ hiện và chữ trạng. Genjo là hiện trạng, tình trạng thực tế, không đúng này. Số 3 là Jijitsu, sự thực, sự thật, không phải. Số 4 là C Shiki, chính thức, cũng không phải. Câu 16 có thể là một số bạn sẽ nhầm. Yamashita senpai wa watashi no nanani de itsuka Yamashita senpai no yo ni naritai to omotte iru. Akogare, nozomi, negai và yume. Thì thật ra nếu mà để là watashi no gì gì đó ấy, cả bốn từ này đều được. Thế nhưng mà ở đây các bạn thấy đằng trước là từ chỉ người đúng không? Từ chỉ người là Yamashita Senpai. Đồng thời các bạn thấy có cái gọi là đây, muốn trở nên giống như người đó. Vậy thì ở đây sẽ là một gì nhỉ? Một sự ngưỡng mộ, một sự thần tượng. Vậy thì đúng nhất phải là Ichi đúng không? Hakogare. Hakogare Hán tự nó sẽ có nhá. Mà nó là kanji N1 cho nên người ta
viết ở dạng hiragana đây, akogare. Còn các từ còn lại, ví dụ chữ số 2, từ số 2 đọc là nozomi. Nozomi có nghĩa là sự trông mong, niềm hy vọng, đúng không? Nozomi này. Đấy. Số 3 là negai. Số 4 là yume, ước mơ, giấc mơ. Thì những cái từ này nó lại không phải, nó lại không dùng theo cái kiểu là cái người đó là ước mơ, là niềm hy vọng. Cái kiểu kiểu như vậy thì chúng ta sẽ không sử dụng được nhá. Mà đây phải là akogare, có nghĩa là thần tượng của tôi, với lại kết hợp với sắc thái là tôi muốn trở nên như thế ấy. Đấy, nếu mà là niềm hy vọng thì đằng sau nó phải là trông đợi gì đó ở người này, đúng không? Nhưng mà ở đây có cái sắc thái gọi là muốn được trở nên như vậy thì phải là sự ngưỡng mộ, sự thần tượng thì hợp lý hơn, đúng nhất phải là số 1, akogare. Tiếp theo câu số 17. Câu số 17. Kyo kaisha de Kyoto shisha kara Tokyo honsha e no nanani o meijirare kongetsu matsu ni Tokyo e hikkosu koto ni natta. Hôm nay ở công ty thì tôi đã được ra lệnh này, các bạn thấy có từ meijirare, nó chính là bằng với lại mere nhá, mere sareru, được ra lệnh. Tôi được ra lệnh từ chi nhánh Kyoto đến trụ sở Tokyo. Đấy, vậy thì được ra lệnh làm sao từ chi nhánh lên trụ sở. Và tôi đã quyết định là cuối tháng này tôi sẽ chuyển nhà đến Tokyo. Chúng ta cùng xem các cái từ người ta cho này. Từ đầu tiên, hán tự là chữ di và chữ hành, đọc là iko. Từ số 2 là tensoku. Từ số 3 là tenkin. Từ số 4 là iju. Từ đầu tiên iko, hán tự là di hành, có nghĩa là chuyển đổi. Đấy, chuyển đổi. Ví dụ như là các bạn có từ shintai se ni iko suru, có nghĩa là chuyển đổi sang cái chế độ mới. Không phải, nghĩa này không phải là chuyển đổi theo cái kiểu chế độ như thế, đúng không? Không phải biện pháp chế độ nhá, nên không dùng iko. Từ số 2 là tenshoku, là chuyển việc, nghĩa là thay đổi công việc từ công việc này sang công việc khác, là đổi luôn công ty đấy. Nhưng mà đây là không phải, đây là chi nhánh, đổi chi nhánh thôi, vẫn ở cùng một công ty đó, nên là hai không chính xác này. Số 3 là gì đấy, tenkin. Tenkin là chuyển công tác, thay đổi nơi làm việc nhưng mà vẫn trong công ty tổ chức đó, đúng. Ở đây phải là số 3, samba. Câu 4, hán tự là chữ di và chữ chú. Di trú này có nghĩa là di cư sang vùng đất khác sống, đúng không? Ví dụ như là Nihon này, hay là America e iju suru, di cư sang Nhật, di trú sang Mỹ. Đấy, không hợp lý nhá, đúng nhất ở đây phải là số 3. Câu 18, この辺りの農家は無農薬で野菜を何々しています。農家là gì nhỉ? Nô cà là nhà nông, các bạn có thể dịch theo kiểu nghĩa là nhà nông, người này làm nông nghiệp đấy. Những người làm nông nghiệp ở cái vùng này ấy, họ đang gì đó, chúng ta thấy có từ nhà sai là rau, đúng không? Vậy thì chắc chắn là phải là trồng rau mà không sử dụng thuốc trừ sâu, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Vậy từ nào mà nghĩa là trồng trong các cái từ này, chắc chắn là phải là số 2, sai bài. Từ này đã từng được ra trong một năm dùng ở phần cách dùng từ rồi. Từ sai bai là trồng nhá, trồng này có thể là trồng gì nhỉ, có thể là trồng rau này, nhà sai có thể là trồng hoa, ví dụ như hoa hồng này, bara, trồng cây ăn quả này, kaju. Từ đầu tiên, từ seisaku là chế tác, từ này có nghĩa là sản xuất những cái thứ mang tính chất nghệ thuật, chẳng hạn như là sản xuất tranh này, kaiga này, hội họa này, hay là Bangumi, chương trình này. Đấy. Từ số 3, Yose. Yose là hán tự là dưỡng thành, có nghĩa là bồi dưỡng, đào tạo. Thông thường phía trước của nó sẽ là những từ diễn tả cái năng lực, chẳng hạn như là thể lực này, bồi dưỡng thể lực này, hay là bồi dưỡng cái khả năng sáng tạo, Sozo Ryoku. Đấy. Hay là đào tạo thì sẽ là từ chỉ người, chẳng hạn như đào tạo giáo viên, Kyoshi, vân vân. Từ số 4 là Seizo, là chế tạo, sản xuất, thông thường sẽ là quy mô lớn, nhà xưởng, công nghiệp. Những cái từ như là
sản xuất bánh kẹo này, hay là sản xuất thuyền vân vân, tàu thuyền nhá. Đúng nhất đấy phải là số 2. Sẽ chữa kỹ một chút cho các bạn ôn lại luôn, bởi vì là những cái từ còn lại ấy, có thể người ta sẽ hỏi lại trong những cái lần thi sau chẳng hạn. Câu số 19. Đây là động từ. Các bạn thấy người ta không viết Hán tự để các bạn sẽ khó hình dung ra. Câu 19. Anh ấy không nói gì với ý kiến của tôi, thế nhưng thể hiện sự đồng ý bằng việc, chúng ta thấy là thể hiện sự đồng ý thì bằng việc gì? Thứ nhất, furimuku. Furimuku, cái này có Hán tự này, furimuku có nghĩa là quay lại, ngoại quay đầu lại, không đúng. Số 2 là niramu. Niramu này có nghĩa là nhìn chằm chằm hoặc là lườm, không phải này. Số 3 là kagamu, khom lưng cúi người, không đúng. Số 4 là unazuku, gật đầu. À đúng rồi, đúng không, nghĩa của nó sẽ hợp lý với lại thể hiện sự đồng ý. Đúng, đây là yombang. Câu số 20, câu cuối cùng của môn đài 4 này. Tsukue no ue ga iroiro na mono de nanen ni shite iru kara hayaku kire ni katazuke yo. Các bạn thấy đây là một câu hỏi về từ láy hoặc là phó từ. Ở trên bàn có rất là nhiều đồ, nó đang làm sao đó nên là hãy dọn sạch đi. Từ đầu tiên là kichin to, là cẩn thận chỉn chu. Vậy thì không thể đi kèm với vế đằng sau là hãy dọn sạch đi được. Vậy là một sai này. Số 2 là boyari. Boyari có nghĩa là mơ hồ, không rõ ràng, cũng không hợp lý này. Gocha gocha là lộn xộn lung tung, đúng rồi. Chính xác là 3 nhé. Dựa vào cái bối cảnh là có rất nhiều đồ cho nên là gây ra cái tình trạng này và dọn sạch đi này. Số 4, kyoro kyoro. Từ này có nghĩa là ngơ ngác. Ngơ ngác nhìn chẳng hạn như là khi chúng ta đến một nơi xa lạ, chúng ta mắt cứ đảo hết chỗ nọ đến chỗ kia chúng ta nhìn ấy. Đấy. Gọi là nhìn như ngáo đấy, sẽ là cái từ kyoro kyoro này. Tiếp theo, môn đai 5 này, môn đai từ đồng nghĩa. Câu 21. この仕事はとてもハードだ。ハード、chữ Hán của chúng ta sẽ là chữ này, đúng không? Đấy, hard trong tiếng Anh có nghĩa là vất vả. Vậy thì từ nào mang nghĩa là vất vả đây? Số 1 là tanoshi, là vui vẻ này. Số 2 kantan da, là đơn giản. Số 3 là taihen da, vất vả. Đúng rồi, sang bằng. Số 4 là atarashi, là mới, không đúng nhá. Số câu 22, một câu tương đối khó. Sono hanashi o kite doyou shita. Hán tự của chúng ta là chữ động và chữ dao. Doyou. Từ này cái nghĩa đầu tiên của nó là dao động, theo kiểu như là rung lắc ấy. Đấy. Nghĩa thứ hai nó là cái sự dao động về mặt tinh thần, sự bất an, lo lắng, không còn vững, đấy, không còn bình tĩnh nữa. Và nghĩa thứ ba là loạn lạc. Thì ở đây các bạn thấy với cái nghĩa là nghe câu chuyện xong ấy thì tôi cảm thấy bất an, cảm thấy không còn được bình tĩnh. Vậy thì cái nào là phù hợp nhất? Số 1 là ureshi natta, là tôi trở nên vui. Đây nghĩa tích cực không giống này. Fuani natta, trở nên lo lắng. Đúng rồi, số 2. Số 3 là fumani omota, tôi nghĩ thật là bất mãn, không phải. Hay là omoshiroi to omota, là tôi nghĩ là thú vị, cũng không đúng luôn. Đúng nhất ở đây phải là ni bằng. Câu 23. Hayaku hikikaeshita hou ga ii. Ở đây chúng ta cần tìm từ hikikaes, nó đồng nghĩa với từ gì? À, từ này có nghĩa là quay lại, trở lại. Vậy thì sẽ đồng nghĩa với san bằng, đúng không? Modota, harata là trả tiền, naoshita là sửa chữa này, kotaeta là trả lời, thì không đồng nghĩa với lại hikikaes nhá. Đúng nhất phải là san bằng. Câu số 24. Kino. Đây, Hán tự bắt đầu hơi khó hơn đây. Đây là chữ nhất, chữ tầng, đúng nhỉ? Đọc là iso. Iso có nghĩa là hơn, hơn nữa. Kyoka shitai. Kyoka là củng cố. Đấy, đẩy mạnh, nâng cao, tăng cường. Tôi muốn tăng cường chức năng hơn nữa. Vậy thì từ nào mang nghĩa là hơn nữa? Sugu-ni là ngay lập tức. Nó diễn tả cái sắc thái về mặt tốc độ thì hơn. Skoshi là một chút về lượng này. Dekiru dake là
trong khả năng có thể hết mức, và mốt tổ là hơn. À, đúng nhất ở đây phải là số 4 nhé. Mốt tổ và iso là đồng nghĩa với nhau. Câu số 25. Kiu ni hidoi zutsu ga shite kita node kakaritsuke no byouin ni itta. Ở đây chúng ta có một từ, đấy là từ kakaritsuke. Từ kakaritsuke này nó sẽ mang nghĩa là quen. Thông thường nó sẽ đi với lại những từ liên quan đến y tế, chẳng hạn như là kakaritsuke no byouin là cái bệnh viện quen thuộc. Đấy, hay là các bạn có từ kakaritsuke no isha là bác sĩ quen, bác sĩ mà mình hay đến. Vậy thì đồng nghĩa với cái nào? À, số 1 đúng không? Itsumo iku là cái bệnh viện mình lúc nào mình cũng đi đến đó này. Kyujitsu mo aiteru là ngày nghỉ cũng mở cửa, không phải. Chikaku no là gần nhà, hay là semono là chuyên môn, không đúng này. Đúng đây phải là một nhá. Đột nhiên tôi bị đau đầu khủng khiếp nên là tôi đã đi đến bệnh viện quen thuộc, bệnh viện mà tôi thường đi. Tiếp theo môn đài số 6, môn đài cuối cùng cũng là môn đài mà tương đối khó. Câu 26 chúng ta có từ đầu tiên, chữ này là chữ đặc và chữ thù. Từ này được đọc là tokushu, đúng không? Đặc thù có nghĩa là đặc biệt, đặc thù, khác với những cái khác. Đấy, mặc dù định nghĩa là vậy thôi nhưng mà thật ra để chọn ra nó cũng tương đối khó đấy các bạn. Thông thường ấy, cái từ này nó được dùng một cách là hơi katahyogen, mang biểu hiện hơi cứng. Đấy, những cái từ đi đằng sau nó ấy, sẽ mang tính chất cố định và nó sẽ mang tính chất tương đối cứng. Chẳng hạn như các bạn thấy những từ nhá, tokushuna thì nhà đô gự đúng không nhỉ, một công cụ đặc thù, một công cụ đặc biệt này, menkyo giấy phép này đúng không, giấy phép đặc biệt chứ không phải là giấy phép thông thường, nó sẽ khác với từ futsu. Đấy, sochi này, thiết bị này, hay là kỹ năng gino này đúng không, hay là nguyên lý này. Đấy, nó phải là cái mang tính chất khác biệt, mang tính chất đặc biệt, đặc thù cơ, chứ không phải là bình thường. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái nào là phù hợp nhá. Câu 1 này, sono hi wa natsu na no ni tokushu na samusa datta. Ngày hôm đó ấy, mặc dù là mùa hè vậy mà cái lạnh đặc thù. Đây là dùng từ samusa là cái lạnh. Vậy thì chúng ta sẽ thấy không hợp lý với từ tokushu. Với lại đằng trước đang bảo là mùa hè đúng không nhỉ? Mùa hè vậy mà lại lạnh, vậy thì nó là cái lạnh như thế nào? Dị thường đúng không? Mình phải dùng từ Izo mới đúng nhá. Dị thường, bất thường. Câu số 2. Jibun de sodateta yasai o taberu no wa tokushu na yorokobi ga aru. Cái việc mà tự trồng, tự ăn những cái rau mà do mình trồng ấy, nó có một cái niềm vui đặc thù. Với từ yorokobi này thì chúng ta không đến mức phải dùng từ tokushu mà chỉ dùng từ tục cứ biết sự thôi, đặc biệt. Đấy, là được rồi. Câu số 3 này. Haha wa tanjoubi nado tokushu na hi ni wa totemo gouka na ryori o tsukutte kureru. Mẹ tôi vào những cái ngày đặc thù, chẳng hạn như ngày sinh nhật ấy, thì sẽ nấu những cái món ăn rất là gouka, rất là hoành tráng, rất là trông rất là xịn sò cho tôi. À, với cái hi thì chúng ta cũng không dùng đến từ tokushu. Cái này chúng ta cũng chỉ dùng là tokubetsu đúng nhỉ? Đặc biệt. Đấy. Vậy thì chỉ còn 4 thôi. 4 là basu wo unten suru tame ni wa tokushu na menkyo ga hitsuyou da, có nghĩa là để lái được xe buýt ấy, thì cần một cái loại giấy phép đặc biệt, giấy phép đặc thù, không phải là cái giấy phép lái xe máy bình thường, không phải giấy phép lái xe con bình thường, mà phải là cái xe hạng nặng. Đấy, thì nó sẽ khác biệt nhá. Đúng nhất đây phải là 4. Tuy nhiên đây vẫn là một câu tương đối khó. Cái năm này, năm tháng 12 năm 2019 này ấy, đề thi phần GOEI tương đối khó. Câu 27, đây cũng là một câu mà nhiều bạn sai này. Bởi vì cái tính chất là nghĩa nó na ná nhau. Hán tự của chúng ta là chữ tố và chữ tài. Từ này sẽ đọc là sô dai. Sô dai có nghĩa là nguyên liệu. Đấy, khi mang nghĩa là nguyên liệu ấy, nó sẽ dùng trong nấu ăn và mang nghĩa là chất liệu trong nghệ thuật. Đấy, chẳng hạn như là người ta dùng màu vẽ để vẽ thì cái đấy gọi là chất liệu này, dùng một cái gì đó để sáng tác ra bài hát thì đấy là chất liệu âm nhạc vân vân, hoặc là đề tài. Bây giờ các bạn xem cái nào phù hợp. Câu 1. Plastic wa sekiyu wo sozai ni tsukurarete iru.
Nhựa ấy thì được sản xuất lấy cái dầu mỏ làm nguyên liệu. Nếu mà chỉ dịch nghĩa thì thấy một đúng đúng không? Thế nhưng mà không phải. Khi là CQ chúng ta sẽ không dùng với từ số dài mà các bạn phải dùng từ Gendio nhá. Hán tự là nguyên vật liệu, mặc dù mang nghĩa nguyên liệu đấy nhưng mà từ số dài nó là nguyên liệu dùng cho nấu ăn. Câu số 2 này, このお店は惣菜の味を生かした料理で有名です。Cái nhà hàng này thì nổi tiếng với những món ăn mà phát huy được cái vị của nguyên liệu, đúng không? Các bạn thấy có món ăn là chọn hai nhá. Đấy. Câu số 3 này. いろいろな情報を集めて判断の素材にする。Tập hợp nhiều thông tin, biến nó thành cái nguyên liệu cho phán đoán đánh giá. Cái này không đúng. Cái này đi với lại từ handano thì chắc chắn các bạn sẽ phải dùng một số từ chẳng hạn như là giai điều. Đây, các bạn dùng từ giai điều này. Handano giai điều, handano công cụ căn cứ này. Handano đô đầy. Vân vân thì mới đúng chứ còn không dùng là handano sô dài. Câu số 4. Cô sô no sô dài ni natta mono nagasa nakute wa ikenai. Chúng ta phải tìm ra cái thứ mà trở thành nguyên liệu của cái hỏng hóc, cái này phải là trở thành nguyên nhân đúng không? Đây là gain in thì là phù hợp hơn. Đúng đây phải là hai nhá. Tuy nhiên hai câu đầu tiên thực sự là phải cực kỳ vững, từ vựng thì chúng ta mới chọn được. Đấy. Cái môn này số 6 này các bạn sẽ cần phải ngoài nghĩa các bạn còn phải biết cái phạm vi sử dụng nó đi với những cái từ nào nữa. Cho nên là môn đai này là điểm cao, một câu này là 2 điểm thay vì là 1 điểm như những câu trước. Câu 28. Chúng ta có từ shimiru, vậy đây là một động từ. Shimiru có nghĩa là ngấm, thấm. Chất lỏng hoặc là chất khí nó thấm vào chất khác, thấm vào cái khác. Có thể là nó gây ra cái sự kích ứng, kích thích hoặc là gây đau. Đúng nhỉ? Một số cái biểu hiện mà chúng ta hay dùng với lại cái từ shimiru các bạn có thể nhớ chẳng hạn như là aji này, cái vị này, cái vị nó ngấm, vị nó thấm này, nioi này, mùi này đúng không, hay là mồ hôi này, ase ga shimiru đấy, hay là một số dạng chúng ta hay dùng dưới dạng n ni shimiru nhá, ngấm vào, thấm vào n, chẳng hạn như n sẽ là những từ thông thường liên quan đến cơ thể chẳng hạn như là thấm vào mắt, ngấm vào mắt này, vào răng này, hờ này, vào vết thương, miệng vết thương, kizuguchi, hay là vào thân thể, vân vân. Thì bạn xem cái nào phù hợp. Câu 1. Tondekita ball ga atama ni shimite keiga o shita. Cái quả bóng nó bay tới, nó thấm vào đầu và khiến tôi bị thương. Không ai nói là quả bóng nó thấm vào đầu được đúng không? Đấy, mặc dù là n ni shimiru thật nhưng mà đầu thì không phải là cái như thế này, đặc biệt là quả bóng không đúng, cái này phải là nó đập vào đầu, này phải dùng atate mới đúng. Câu 2. Kemuri ga me ni shimite namida ga tomaranaku natta. Khói nó thấm vào mắt và nước mắt chảy không ngừng, đúng không? Đúng bối cảnh nhá. Chất lỏng hoặc chất khí đúng không? Đấy, nó tác động lên một phần cơ thể gây gì nhỉ? Gây kích ứng. Câu số 3. Tabe sugite beruto ga onaka ni shimite kurushi. Vì ăn quá nhiều cho nên là cái thắt lưng nó thấm vào bụng và tôi khó chịu, rất là okashi đúng không? Vì ăn quá nhiều cho nên là cái thắt lưng nó làm sao đây? Nó chật đúng nhỉ? Kitsuku natte. Đấy, nó trở nên chật và tôi cảm thấy khó chịu mới đúng. Câu số 4. Điều điều している時に包丁の先が指に染みて少し血が出た。Lúc mà đang nấu ăn thì cái mũi dao nó thấm vào ngón tay và chảy máu. Phải là nó đâm vào ngón tay. Từ này các bạn dùng từ sasaru, sasate mới đúng. Đấy, vậy là hiện tượng câu này sẽ là khói thấm vào mắt này. Câu 29. Câu 29 chữ Hán là chữ sung và chữ mãn, từ này đọc là juman, nghe như 10 man đấy đúng không? Juman này có nghĩa là
ngập tràn đấy, một thứ gì đó nó lan tràn, nó làm đầy một khoảng không gian nhá. Và cái thứ đó thông thường sẽ là khói, kế mùi này, nhôi này, mùi này đấy, hoặc là khái niệm trừu tượng chẳng như là cái sự bất bình này, hoặc là phư mang, bất mãn, vân vân. Các bạn xem cái từ nào là phù hợp. Câu 1, この図書館はあらゆる分野の本が充満していてとても便利だ。Cái thư viện này thì sách ở tất cả các lĩnh vực nó ngập tràn, nếu mà dịch nghĩa thì chắc chắn là sẽ chọn một. Nhưng mà ở đây là hôn, là sách, là chất rắn, chúng ta sẽ không dùng đúng không? Mà ở đây các bạn phải dùng từ gì? Cái thư viện này nó tập hợp đúng nhỉ? Các bạn có thể dùng từ soroete. Đây, soroete nhá, có nghĩa là tập hợp, tập trung. Sách ở các lĩnh vực cho nên là rất tiện lợi. Câu số 2. このコンサートは人気があって、常に観客が充満している。Cái hội trường, cái buổi hòa nhạc này rất là được ưa chuộng và lúc nào khán giả cũng ngập tràn. Người thì cũng không dùng từ juma, từ một người các bạn phải dùng từ gì đấy? Các bạn có thể dùng biến đổi đi một chút, có thể dùng là mang ino kankyaku o atsumeteiru, có nghĩa là tập trung được khán giả rất là đông đúng nhỉ, chật kín khán giả. Câu số 3. Heya ni tabimono no tsuyo nioi ga juman shite ita no de mado o aketa. Ở phòng tôi ấy, bởi vì nó ngập tràn mùi thức ăn, mùi mạnh của thức ăn, chẳng hạn như là mùi mắm tôm hay là mùi sầu riêng, mùi mấy cái món mà gây mùi mạnh đấy. Ở đây các bạn thấy có từ nioi, vậy là phù hợp với cái trên rồi, đúng là ba nhá, nên tôi đã mở cửa sổ ra. Câu số 4 này. Yume ga juman shiteru kodomo tachi ga daisuki de shogakko no kyoushi ni natta. Tôi rất là thích những đứa trẻ mà ước mơ của nó ngập tràn và tôi đã trở thành giáo viên tiểu học. Cái này không dùng với yume. Yume các bạn sẽ dùng từ yume ni michiteiru. Đây, ngập tràn phải dùng cái từ này mới đúng này. Vậy là đúng ở đây phải là số 3. Và ngoài ra ấy, các bạn lưu ý nhá, cái sự khác nhau giữa âm Hán Việt và nghĩa. Bình thường từ chữ sung mãn trong tiếng Việt mình hay dùng theo kiểu như là sung sức đúng không, độ tuổi sung mãn chẳng hạn, nhưng mà trong nghĩa tiếng Nhật nó lại là ngập tràn đấy, khác nhau. Tiếp theo câu 30, câu cuối cùng của phần từ vựng rồi. Mekuru là động từ, nghĩa là lật đúng không, có thể là lật trang sách hoặc là lật tờ lịch vân vân, những cái dạng tấm, dạng mỏng. Câu một này. この小説は面白くて次のページをめくるのが楽しみだった。Cái quyển tiểu thuyết này rất là thú vị, cho nên là cái việc mà lật trang tiếp theo rất là vui, rất là háo hức đúng không? Một nhá, hint tổ của chúng ta sẽ là page. Câu 2. Aseo kaita no de taoru o mizu de nurashi kitsuku mekutte karada o fuita. Bởi vì tôi đổ mồ hôi cho nên là tôi đã làm ướt cái khăn bằng nước tôi gì đó chặt và tôi lau cơ thể đấy, tôi vắt đúng không? Cái này bạn phải dùng từ shiboru, shibote. Số 3 này. Fudo ni shorui o ire akanai yo ni teinei ni nori de mekutte oita. Tôi bỏ tài liệu vào trong bì thư, tôi đã gì đó bằng nori, đây là hồ dán nhá, một cách cẩn thận để nó không bị mở ra. Vậy thì đây phải là tôi đã đóng lại. Các bạn có thể dùng từ tojite này, hoặc các bạn có thể dùng từ dán ht cũng được. Câu số 4. Sono doa wa osu no ではなくて te mae ni mekuranai to akimasen yo. Cái cửa đó không phải là gì đấy, không phải là đẩy mà phải là kéo. À, như vậy là đẩy kéo phải ngược nhau. Đây các bạn dùng từ hikanai to đúng nhỉ, không kéo thì nó sẽ không mở ra đâu. Như vậy đúng đây là ichi. Đấy, các bạn hãy lưu ý những cái điểm mà CC đã lưu ý nhé.
thì các bạn cố gắng là dành thời gian để ôn tập thêm, bởi vì là kỳ thi cũng sắp đến rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học tiếp theo.